Bảo Huệ Vlog mến chào tất cả cô chú anh chị em và các bạn nha. Ngày mới Bảo Huệ xin mến chúc tất cả cô chú anh chị em và các bạn được nhiều may mắn, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc nha. Hôm nay Bảo Huệ sẽ chia sẻ với cả nhà, mình sẽ khai cái tầng trên của cái cây xanh mình cho ôm đá cả nhà. Cái cây xanh này lúc trước mình cũng có làm một cái clip chia sẻ với cả nhà mình ôm đá, bây giờ nó rễ nó ra xuống tới dưới đáy thùng mà. Bây giờ mình khui cái tầng trên ra để cho nó lộ cái bộ rễ nó ra nha, lộ rễ cục đá ra nha cả nhà. Mời cô chú anh chị em và các bạn xem cách Bảo Huệ làm nha. Giờ cô chú anh chị em xem nhớ cho Bảo Huệ xin một like, một chia sẻ nha. Có ai chưa đăng ký kênh thì nhớ ủng hộ Bảo Huệ một lượt đăng ký nha cả nhà. Chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình rất nhiều ạ. Xin mời cô chú anh chị xem cách Bảo Huệ làm nhé. Bây giờ mình để hơi xa tất cả mọi cái nhà, mình nói chuyện nghe cũng không rõ lắm ha. Cái nhà có cô chú anh chị mình cảm cho Bảo Huệ nha. Mình để trên cái xe rùa này đặng mình có xơi cái đất ra, đặng nó rớt trên xe rùa này đừng rớt ra ngoài cô chú anh chị. Chậu khác nha. Giờ mình để trong đây cho nó thời gian nữa đi, cho nó rễ ra cho nó ngon lành lại đi. Bây giờ cái rễ nó ôm đá nha. Giờ nó có cục đá gì rồi phải không? Sau này mình tạo cho nó thêm một cái nét nữa. Cho nó thêm cái chậu thêm vài cục đá nữa, chẳng hạn như mình làm hồ non bộ hay gì đó. Cái mình để nó vô nha. Bây giờ cũng có bộ rễ cũng tạm ổn rồi ha. Xung quanh ha. Tàn thì đây, tàn mình làm nó cũng hơi đổ hơi về đây ha,
sau này cho cái nhánh đó nó, nhánh này cho nó đi xuống nữa là nó đổ mạnh ha. Bây giờ mình cắt ngay đây bỏ nha, cắt mình đùm lại ha, cắt ngay đây đùm lại cho nó lên ngọn đàng hoàng chút. Rồi video bảo vệ chia sẻ với cô chú anh chị mình cách bảo vệ chơi kiển hay lạ lắm hơn ta một tí ha, chơi không có chậu mình vô thùng cây để cho nó ôm đá nha cả nhà. Rồi bảo vệ xin được kết thúc video ở đây nha, xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị em và các bạn đã ủng hộ bảo vệ bấy lâu nay nha. Mến chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, và thành công trong mọi lĩnh vực nha cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại video sau ạ.